còn tin gì, em hãy báo ngay cho chị biết. Dạ bẩm chủ tướng, sau trận đại bại ở Mê Linh và Đa Hy Cương, Tô Định hạ lệnh bỏ những đồn lũy nhỏ cố thủ Liên Long. Chúng đang chờ viện binh đó. Trên núi chè quân địch ra sao? Tô Định cho đóng một đạo quân lớn chờ ngăn đường tiến của ta. Còn về mạng sông Dâu, mạng sông Dâu chỉ có một toán quân nhỏ. Thì ra chúng xem mạng sông Dâu như hào sâu có thể vượt qua. Chúng đóng ngay trên bờ sông Dâu chứ? Dạ thưa không. Kìa, sao em lại khóc? Bởi chúng đóng sát thành nên dân quanh vùng không làm ăn yên ổn được. Bọn giặc thường ra cướp phá các làng, biến thôn trang thành đau thương tâm. Những ngày vui như mở hội trước kia chỉ còn là ký ức trong những đêm sương dài mênh mông lạnh lạnh. Đồng bào ta làng Châu làng Keo đã bị chúng đốt sân nhà. Chúng muốn đồng bào ta chạy vào Liên Lâu làm bia cho chúng, hoặc bỏ ruộng vườn mà lần tránh ra xa. Chúng cố làm cho cô hoàng thích ngăn để ta mất thể dựa vào đồng bào tiên. Tử lửa căm thù sẽ đốt cháy tan sầu quyết giặc. Từ cổ loa thành ngàn năm chí hận, ta chuyển đến đồng bào lời thăm hỏi thương yêu. Thăm những cành quá không nở, cây cỏ xác xơ, thăm mảnh đất vì nhiêu bị cháy nắng, thăm trời làng Keo mịt mờ thù đã